Tổ sư Ấn Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 7. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Giác Nhàn. 16. Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Từ lão thái, do uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú đại bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn. Đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật, là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ trọng. Ví như trẻ thơ cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo cho money bèn chẳng nhận. Đem tiền dù kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã gieo thiện căn không chi lớn bằng. Năm Quan Tự 18, 1892, Quang sống tại chùa Viên Quảng, ở ngoài cửa phủ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm, cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15-16 tuổi, chẳng thấy có vẻ đối khắc đi theo xin tiền. Quang bảo nó, niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quang nói, niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng. Vẫn chẳng niệm. Quang lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy, ước chừng hơn 400 đồng. Bảo nó, con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quá thiếu thiện căn, đem tiền dụ cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật vẫn gieo được thiện căn lớn lao. Trước kia quan chẳng chỉ chú đại bi. Năm Dân Quốc 21, 1932, quan bế quan tại chùa Báo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vừa đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Báo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy một lời nhỏ. Xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy Đương Gia nói vẫn cần phải chỉ chú đại bi vào nước. Quang nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Chỉ chú đại bi vào cho hương thì trước kia ở Báo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho.
ông Tần Hiệu Lộ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước để bi liền được lành, bèn quỷ y. Nay gửi cho bà một gói cho hương để tiền sử dụng cho mình lẫn người khi cần. Lại gửi cho bà 5 cuốn Học sinh tu dưỡng đức mục, có nghĩa là những điều để học sinh tu dưỡng đức hạnh để dùng dạy trẻ nhỏ. 2 cuốn Tăng Tế Tu Chi, những điều cần biết về tăng ma cúng dỗ. Bởi lẽ cậu cô của bà, mẹ của Hà Đức Mục và Từ Lão Thái đều già rồi, có được quyển sách này cũng có thể dùng để tùy duyên chỉ dạy. Đừng để họ thuận theo tập tục trong đời mà gây thêm tội lỗi cho cha mẹ, người thân, bạn bè. Hiện tại người ta vừa bỏ cô lệ, trọng đám tang lại dùng rượu thịt diễn tuồng, đúng là chẳng ra sự thế gì. Nghe nói thượng nhân ít trong lúc làm lễ đại liệm cho mẹ, người con cả và khách đến viếng uống rượu ăn thịt, đấu quyền làm trò vui, cái tâm đã chết mất rồi. Nếu còn có chút thiên lương, quyết chẳng thể như thế. Thật có thể nói là thực hành chuyện biến con người thành cầm thú. Thọ chết cáo buồn, đâm ra những kẻ ấy chẳng bằng gì loại vậy. Chú thích: đại liệm còn gọi là nhập liệm, nhập quan, nhập mộc, lạc tài, là lễ đặt thân thể người đã chết vào quan tài sau khi đã bó vải cẩn thận. Theo cụ lễ Trung Hoa, sau khi đã bọc vào quan kính người chết trong vải liệm nhưng chưa mặc ra, dùng giấy hay vải đậy mặt người chết, người con trưởng phải nâng đầu người chết. Ngoài ra còn phải có 4 đến 6 người nâng xác chết lên, đưa chân đi trước, đầu đi sau. Trước tiên hạ xác chết người hết xuống xác đất, với hy vọng nhờ âm khí người chết sẽ sống lại. Lúc đặt vào quan tài phải đặt một miếng ván có đục hình sa bắt đầu để yểm xuống dưới đáy hòm, có thể kèm theo một số bùa chú khác, rồi mới theo quy cách giống như trên đưa chân vào hòm trước, đầu vào sau. Khi đặt xong dùng vải đỏ phủ kín từ đầu đến chân, tấm vải ấy phải cho người con gái đã gả chồng phủ lên. Khi đã đóng chặt nắp hòm phát tang, rồi mới đồng loạt cử ai, có nghĩa là cất tiếng gào khóc. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tám Biên Quyển 2. Mười bảy, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Phàm người lâm chung thần thức hỗn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ cho hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người cho niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và to thuốc nặng 4 lạng, chia thành 8 bức thư gửi đi. Chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật, ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì.
Vì thế, cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong tám thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, nằm trong vị thanh chúng quan sát, thấy từ tám vạn kiếp đến nay ông cụ chọn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên. Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. Nằm trong vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật. Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hô đuổi phải trèo đến cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thánh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố như là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng như được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích, người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hay mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hàng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng có thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 2. Mười tám. Thư trả lời cư sĩ Ít. Nói đến bệnh lạ thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Oán là oán khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cuộc đời chẳng thể chữa trị được, dấu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lương lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng tránh xa. Kế đến họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ,
trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được. Ấy là vì tâm chính mình chẳng thành chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh, không hiệu nghiệm. Ông đạo phát tứ hoằng thệ nguyện, tu học lục độ, thì trước hết phải thực hiện từ nơi bản thân và chống gia đình. Tự thân thì cảnh phi lễ đừng nhìn, lời phi lễ đừng nghe, tiếng phi lễ đừng nói, chuyện phi lễ đừng làm. Ngăn lòng giận, chặn lòng dục, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ khác chẳng hiền trong lòng tự phân tịnh. Trong gia đình thì chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, như hiếu thảo với cha mẹ, kính anh nhường em. Phạm trong là người nhà, ngoài là làng nước, đều đối đãi bằng lòng chân thành. Chọn cho nên bằng ý niệm khinh khi, dối gạt, lăng nhục. Lại hãy nên thương xót người đời ngu si, dùng nhiều cách khuyên dụ để họ đừng giết hại sinh mạng, để khỏi phải chịu khổ giết hại lẫn nhau để báo thù trong vị lai. Lại khuyên họ thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, sẽ chẳng đến nỗi lại sanh trong thế giới ta bà khổ đau này, để tiếp tục luân hồi lục đạo, chọn chẳng có thở ngôi đầu ra được. Nay gửi cho ông một gói văn sao gồm 3 bộ, một bộ tự giữ, 2 bộ kia tặng cho kẻ có tín tâm, biết cung kính, thông văn lý. Pháp tắc tu trì đã nói rõ trong ấy. Nếu muốn dễ hiểu rõ, xin hãy đọc trước lá thư quan gửi cho bà Từ Phước Hiền. Tiếp đó xem thư quan gửi cho ông Cao Thiệu Lân, Trần Tích Châu. Cuối cùng mới đọc 20 mấy lá thư quan gửi cho cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, sẽ tự biết đầy đủ. Văn tuy chất phát kém cỏi, nhưng ý vốn lấy từ kinh luận của Phật, của Tổ, rồi dùng những lời lẽ rõ ràng, nông cạn để giảng rõ, chứ chọn chẳng có lời nào bị đặt. Nếu có thể ý theo đó tu trì, thì thân tâm sẽ thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, đến khi lâm chung vãng sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thì những quán gia trong đời trước ấy quả thực là bậc đại đạo sư hướng dẫn ông thoát ra biển khổ. Họ cũng sẽ nương theo sức tu trì của ông mà lìa khổ được vui. Ấy gọi là lấy bệnh làm thuốc, biến oán thành ân. Nếu chẳng phát tâm chân thật, sợ rằng sự bố oán sẽ chẳng phải chỉ có như vậy mà thôi đâu. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tám Biên Quyển 3. Mười chín. Thư trả lời cư sĩ Tinh Thiện, lá thư số 4. Ông nói 2 vấn đề, chỉ có điều thứ nhất là đáng bàn bạc, chứ điều thứ hai là nói nhăng nói càng. Khi điều thứ nhất đã hoàn toàn đã phá được, thì không cần phải nói tới điều thứ hai nữa. Nhưng lời này chỉ nên truyền miệng, đừng nên đăng báo, kẻo người xứ trông thấy sẽ làm hại, thiết yếu đến cùng cực. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ
giết huyện trưởng vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám ho hé. Trong nhà ông Viên Lệ Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính sứ chặn tới nhà ấy. Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính sứ dẫn dắt phụ nữ thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, đinh cửu tức quan tài còn đăng hoàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính sứ phá cửa, thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục. Chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư. Nơi cửa thành bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu do binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gáo như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật đối với nam nữ cầm số chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vũ Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan, năm Dân Quốc 24 1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lính sứ bắt được, lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tính mạng đã mất trong tay bọn lính rồi, có còn gặp được Viên Tư Lệnh hay chăng? Đấy chính là vô thượng diệu pháp để gặp giữa hoa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oan gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để trốn tránh được đâu. Dưới Triều Tống, Trần Xí lỡ giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật, oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Sĩ liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn chưa về, nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ, điền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương.
Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chứng Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hộp pháp. Thêm một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc Quy Y. Quan bảo anh ta: hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm tín hiệu Quán Âm. Chàng trai 24 tuổi bế phục Phật ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, đi ngồi tàu thuyền nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm tín hiệu Quán Âm, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật quản gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sinh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng cười ngặt nghèo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Vợ ông không biết, trong hiện tại chẳng biết chắc lúc nào sẽ có họa lớn tại trời. Nếu hiểu được đạo lý ngừa sẵn tai họa, dù có cấm cản bà ta đừng niệm, bà ta vẫn cứ muốn lén lút thầm niệm, cần gì ông phải khuyên. Do bà ta là kẻ hồ đồ, thiếu hiểu biết, nên chẳng biết mình đang hoàn toàn sống trong cảnh hoạn nạn, ngực ngào tưởng là yên vui. Tới khi đại họa giáng xuống thân, không cách nào tránh né, hoảng sợ như sét nổ lông trời, bưng tay chẳng kịp. Người như vậy đáng gọi là kẻ sĩ dạy đáng thương xót, là phường ô ô cạc cạc chẳng thể cứu được, là kẻ sống oan uổng một đời, chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng xót sao. Ông hãy đưa thư của tôi cho bà ta xem, nếu bà ta không biết chữ thì hãy dặn nói cho bà ta, chắc sẽ phát tâm. Nếu không, đành mặc cho bà ta vào A Tỳ địa ngục, thường hưởng thụ những món cúng dường thương diệu của Diêm La Đại Vương, như giường sắt, cột đồng, rừng gươm, núi đao, vạc soi, lò than. Cô đó là sung sướng không chi hơn được. Thử hỏi bà ta có muốn hưởng thụ những thứ cúng dường tốt đẹp ấy và muốn nhận lãnh sự yên vui ấy hay không? Nếu bà ta muốn thì cũng đáng coi là một hảo hán. Sợ rằng dẫu chỉ nghe nói tới chuyện ấy, bà ta cũng chẳng muốn nghe. Chẳng chấp nhận làm gã hảo hán ấy thì phải là một bà cụ già vô dụng, chỉ biết niệm Phật. Ông làm nghề y, đừng đến học theo bọn thầy thuốc tầm thường. Đau đầu bèn chữa đầu, đau chân bèn chữa chân hiện thời. Bất luận nam hay nữ,
ấy bị bệnh, điều nên vì họ ngưng ân ái mãi cho tới khi bình phục hoàn toàn. Vẫn phải đợi hơn cả tháng rồi mới có thể ân ái một lần. Nếu không, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay, nhưng cũng trở thành kẻ tàn phế vô dụng. Trừ khuê nữ, quả phụ là chẳng nên nói ra. Đối với những kẻ khác đều phải nên nói chuyện này, chớ nên ngượng miệng. Hễ ai cầu con thì dạy họ ngưng ân ái nửa năm để bồi bổ tiên thiên cho đầy đủ. Đợi khi vợ sạch kinh nguyệt rồi, vào đêm khi trời trong trẻo, nhằm ngày tốt không xui xẻo mới ân ái thì sẽ thụ thai. Từ đấy vĩnh viễn ngưng ân nằm, chắc chắn đứa con sinh ra thân thể mạnh khỏe, tâm thức thông minh, mẫn tiệp, tánh tình hiền thiện. Lại dạy vợ chồng họ thường niệm tín hiệu Quan Âm, chắc chắn sẽ sanh được con cái phước đức trí huệ, rạng rỡ đất nước lẫn gia đình. Thầy thuốc hiện thời chỉ biết chữa bệnh, còn điều kiêng kỵ lớn lao đối với bệnh tật là ân ái, điều nhất loạt chẳng chịu nhắc tới. Họ chẳng biết vô đây mà bao nhiêu thanh niên nam nữ bị chết mất. Đấy chẳng phải là do thầy thuốc chữa bệnh làm chết bệnh nhân, nhưng vì chẳng chịu nổi những điều kiêng kỵ trong bệnh tật đến nỗi người bệnh phải chết, thì cũng chẳng thế nào không gánh cái tội làm hại tánh mạng của người ta. Nếu bất luận là bệnh nào đều dạy họ thôi ăn nằm, thì công đức lớn lao giống như bằng cho người ấy sức khỏe, trường thọ, yên vui vậy. Lại còn khuyên người ta ăn chay niệm Phật, niệm Quan Âm, thì còn có thể làm cho người ấy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, tức là làm nghề mà tăng tấn đạo vậy. So với những kẻ chỉ trị bệnh thì công đức càng lớn lao hơn nhiều lắm. Nữ nhân khi sinh nở niệm Quan Âm chắc chắn chẳng bị khó sanh. Trong một lá thư trả lời khắp đã có nói rồi, con gái từ nhỏ phải học tánh từ thiện chẳng nóng giận, thì những điều tốt lành sau này sẽ chẳng thế nào nói chọn. Nếu ưa nổi nóng thì những nỗi khổ sở sau này cũng chẳng thế nào nói chọn. Nếu cho con bú sữa mà nổi nóng đùng đùng thì đứa nhỏ ắt sẽ chết. Nếu như nổi nóng vừa vừa thì đứa nhỏ ắt bị bệnh. Đây chính là điều các danh y, thần y từ xưa tới nay chưa hề nói rõ. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng sẽ hòa thuận, con cháu nhìn theo bắt chước làm lành, lợi ích vô cùng. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tám Biên quyển 3. Hai mươi, đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Câu hỏi số 1: pháp môn tịnh độ đã có thể thích hợp khắp ba căn, thâu tóm trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn. Trong thời Đức Phật tại thế, sao không chuyên nói về tịnh độ để vạn pháp quy nhất cùng về thế một đường, mà lại giảng bàn các tông, đâm ra khơi gợi lắm mối sai lầm đi vào ngõ rẽ, khiến người đời sau bị mất lễ thật sự nơi tịnh độ vậy? Trong lời hỏi bên cạnh câu sao không chuyên nói về tịnh độ, sư đã phê nói nhăng nói càng. Đáp: nuôi người chẳng phải chỉ một thứ gạo, trị bệnh chẳng phải chỉ có một thứ thuốc.
Do có các môn thì mới tỏ rõ sự hay tuyệt của pháp môn này. Nếu chỉ có một pháp tịnh độ thì làm sao có thể dẫn hết thảy những cơ nghi cùng vào trong Phật pháp được. Câu hỏi số 2. Thế tục coi chuyện niệm Phật là để tiễn người chết, còn niệm Quán Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế, kẻ tu tịnh độ chưa tính rồng và người chưa già khi lâm chung, phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liền niệm Quán Âm. Người cho niệm, phần nhiều ngã theo ý này, hoặc thuận theo ý muốn của gia quyến cũng niệm Quán Âm để cho niệm, chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nấy gì, chứ nếu không đã gây trở ngại cho sự linh cảm do sân danh, mà còn làm lỡ làng cơ duyên sanh tay. Con chẳng biết nếu gặp phải hàng căn tính ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quán Âm để giữ tính mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quán Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Đáp: con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai, kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác cho niệm, há nên vì họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy? Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống. Niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh, nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quang là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ khiến cho chổng chết ư? Trong lời đáp bên cạnh hai chữ si nhân, sư gạch giữa ba vạch để nhắc nhở những người sẽ chết sau này chứ đừng tự lầm. Câu hỏi số 3. Gần đây có người khuyên kiên giết, nhưng do thấy người ta khó tránh giết, bèn dạy hãy dùng thuốc gây mê để giết. Ngó hầu loài vật khó phải chịu chết đau đớn, giống như cầu giảm tội sự chém thành tội thắt cổ. Pháp ấy cũng có thể được gọi là pháp phương tiện hay chăng? Đáp: chỉ có thể giảm khổ thì cũng tốt. Câu hỏi số 4. Theo sách Thái Ức Thần Châm, châm xong phải uống rượu. Người giữ giới không uống rượu thì tự mình chớ nên áp dụng, nhưng có thể bảo người khác dùng rượu hay không? Cũng như có thể dùng rượu để chế thuốc hay chăng? Đáp: đây cũng không phải là cách chấp nhặt hẹp hòi. Hệ có bệnh thì niệm Phật hay niệm Quán Âm cũng đều được lành,
Huống hồ nếu không dùng rượu thì bệnh nhân chắc chắn chẳng thể lành bệnh ư. Câu hỏi số 5. Dùng gạo thóc làm rượu, biến thực phẩm cứu đói thành thức uống xa xỉ, quả thực là kẻ phung phí vật thực của trời quá mức. Nếu trên thế giới đều cấm uống rượu hết thì sẽ giữ ra được bao nhiêu là lương thực cứu đói. Như vậy thì uống rượu không chỉ làm loạn tánh mà thôi. Do vậy, nếu khi cả nhà đều kiêng rượu thì cô nên hủy hết những đồ để uống hay chứa rượu trong nhà hay chăng? Đáp: điều này cũng chưa nên chấp chích cứng. Nếu là món đồ vô dụng cho cả cuộc đời thì làm như vậy được. Nếu hữu dụng tặng cho người khác đâu có ngại gì. Câu hỏi số 6. Người ăn chay trường kiêng cả rượu và ngũ tân, tâm chỉ của chuyện ấy chẳng nhằm chỉ để tạo ra đầu mối kiêng giết chóc. Kẻ chưa ăn chay trường có được phép thay mặt người khác mua ngũ tân và rượu cùng hèm được chăng? Cũng như có được ăn các món thuốc chay chế từ rượu hay từ hèm, và những món chay nấu nướng nêm nếm với hèm hoặc rượu hay chăng? Đáp: mua dùm người khác cũng nên tránh. Những loại thuốc chế bằng rượu nếu chẳng gây loạn tánh thì không sao. Nếu món chay mà hơi rượu quá nồng thì đừng nên ăn. Còn có mùi nhẹ thì ăn không sao. Đấy là vì để khỏi bị say sưa loạn tánh vậy. Câu hỏi số 7. Dùng con vật còn sống để làm thuốc, bèn niệm Phật cho chúng được độ thoát. Làm như vậy dường như vẫn tạo thành thói tệ. Bởi những kẻ giết những động vật thuộc loài thai xanh hay noãn xanh làm dược phẩm, cũng có thể mượn cớ niệm Phật giải oan để lấp liếm. Con cảm thấy khó lòng giải nói được. Con lập nguyện hay gặp những phương thuốc như vậy đều không thèm dùng tới, chẳng cần phải lưu truyền, chưa biết có được hay chăng? Bên cạnh chưa được, sư khuyên một chấm, biểu thị đồng ý. Đáp: chuyện này cũng chưa nên chấp chích cứng. Chúng ta chỉ nên giữ đồng thành của chính mình mà thôi. Câu hỏi số 8. Nếu thầy thuốc gặp phải kẻ ác và đồ tệ, chài lưới, thợ săn, vân vân, mang bệnh đến xin chẩn trị, ta dạy họ sự ác, kiên giết, họ không chịu nghe, lành bệnh rồi vẫn tiếp tục tạo tội nghiệp, có nên mặc kệ họ không chữa hay chăng? Đáp: đây cũng là bàn chuyện vô lý. Như lời ông nói, thì đối với con vật gây tổn hại đến những con vật khác thì cũng mặc kệ không cứu mới là đúng. Nếu thầy thuốc dùng lòng thành để cảm thì bọn họ chắc cũng sẽ có thể thay đổi nghề nghiệp. Đức Phật còn dạy cái đồ tể nhận lãnh các giới riêng. Nhìn vào đó thì có thể biết được cách tùy cơ khuyến hóa dẫn dắt của Đức Phật. Câu hỏi số 9. Trong nhà còn giữ những sách vở của ngoại đạo hoặc những sách tà chánh hỗn loạn và sách của đạo Gia Tô, Tam Quang Kinh, Táo Quân Kinh, Huyết Bụng Kinh và những sách thuốc dạy người giết chóc bằng phương cách đặc biệt, vân vân,
có nên đốt hết đi hay chăng? Lại còn trong những sách chú giải, tứ thư của Châu Hy có những lời lẽ bán Phật, có nên bỏ đi hay là sửa chữa? Đối với lời văn bán Phật của Hạng Âu, có nên tùy theo sở kiến mà phê phán đốt đi hết? Bên cạnh tên Hải Kinh Táo Quân Huyết Bồn, sự phê chữ bôi đi. Đáp: đối với những chỗ sai bậy trong lời chú giải của Hội Châu, nên phê theo đối đảnh cách, tức là lời phê viết bên phải câu văn ấy cao hơn một dòng. Phạm những sách vở thế gian đa phần mắc phải khuyết điểm ấy. Nếu xét trên đại thể, nội dung sách phần lớn là tốt đẹp, vấp phải những lỗi nhỏ nhặt thì phê theo lối đảnh cách. Còn sách phạm khuyết điểm quá lớn hay nói bậy thì chưa nên giữ làm gì. Câu hỏi số 10: những y phục có chữ in hoặc hình tượng Phật vân vân có được dùng làm đồ liệm hay chăng? Sư phê bên cạnh không được. Có nên đốt kinh điển cho người đã mất hay không? Sư phê bên cạnh đừng đốt bừa bãi. Đáp: nếu đốt thì nên sắp đặt dụng cụ để đốt riêng, chớ nên đổ lửng cho kinh vào cho giấy tiền vàng bạc để bán. Hãy nên đựng cho kinh vào túi riêng, dùng vải sạch mới thành đậy, bỏ thêm các sạch vào trong ấy. Có ai ra biển thì nhờ người ấy gieo đẩy đựng cho kinh ấy xuống chỗ sâu, nếu không đừng đốt. Nếu chẳng bỏ thêm cát vào đẩy chứa cho kinh, sợ nó không chìm, sẽ trôi tấp vào bờ. Câu hỏi số 11: thần có thể giết được kẻ đã làm ác, sao không giết trước khi nó làm như thế? Như sau khi Bạch Khởi chung quân đầu hàng đến mấy vạn, rồi mới bị Chu Lục ở Âm Phủ. Khi hắn sắp chung sống quân chịu ra hàng, nhưng chưa kịp làm, sao không Chu Lục ngay để hắn khỏi chung vùi được ai? Hay là những tên lính ra hàng ấy đời trước vốn thiếu nợ hắn cái mạng nên mới bị chung sống? Chung xong, oán cũ vừa xóa, oán mới lại kết, nên mới bị cõi âm Chu Lục để hạ lòng oán đấy chăng? Hay là làm ác giống như uống thuốc độc, ác phơi đời uống vào bụng xong mới bị trúng độc tự chết? Đáp: chưa làm mà đã bị giết thì trong ngàn trăm vạn trường hợp mới có một trường hợp. Đã làm rồi mới giết thì đấy chính là thường pháp theo thiên lý nhân tình vậy. Câu hỏi số 12: nếu bảo là thần thánh có thể hộ pháp thì sao lại đến nỗi có nhiều chùa bị vua này vua nọ hủy diệt? Nếu bảo là thần không hộ pháp thì sao lại thường có những sự tích hiển hiện linh ứng dịp ma? Có phải là hộ pháp hay không hộ pháp đều là do nghiệp lực đồng phận của chúng sanh chưa cảm sâu hay cạn mà bèn hộ pháp hay không nói chăng? Đáp: chuyện này cho nên chấp chích cứng, ấy là do pháp vận thông hay tắc, cũng như trong một năm nóng lạnh thay phiên nhau theo thứ tự vậy. Câu hỏi số 13: lịch đại tổ sư như chư tổ của Lương Tông vân vân,
sau khi đã khuất, được người ta bình luận phán định ra sao, thì mới được cả cuộc đời tôn sùng là tổ. Đáp: có đức lớn thì người ta tự chịu suy tôn. Hả cứ nên chấp hẹp hòi là cần phải có người bình luận đánh giá hay chăng? Câu hỏi số 14. Học thuyết trong thuộc địa lý quá phiền, tinh thông thuộc ấy chẳng dễ. Địa lý chẳng tin tường thì cháu chọn đất vẫn chẳng chọn được. Chọn lựa đất tin tường nhưng chẳng chọn tin tường cái tâm, rốt cuộc đến nỗi biến cát thành hung, thì tuy chọn được vẫn giống như chưa được. Đấy gọi là nếu không có tấm điền thì cũng chẳng có phước địa. Thế tục chỉ nói đến địa lý, chẳng nói tới thiên lý. Chỉ lo phong thủy bị tổn thương, chẳng lo báo ứng không sai. Hễ gặp chuyện gì chế ý bèn đổ thừa địa lý chẳng tính tường. Lo cái kia gây chân ngại cho cái này, vô sự sinh sự, luôn luôn thành những tấn tuồng xấu ác, quên gốc chạy theo ngọn, đâu đâu cũng đều như thế cả. So ra hoàn cảnh của những kẻ không nhắc đến thiên lý còn tệ hơn kẻ không nói đến địa lý quá nhiều. Người thờ Phật ngăn chặn thói tệ từ lúc nó mới chớm nảy, tận lực uốn nắn nhận thói toan tính tai hại của thế tục. Nếu gặp chuyện xây mồ cất nhà, cô nên tùy duyên chọn vị trí thích hợp, hay chỉ ý theo vật lý giữ thiên lý, chẳng theo lý lẽ thế tục để nói đến địa lý hay không? Đáp: tuy chẳng ra sức nói tới, cũng trở nên hoàn toàn chẳng để cho thầy địa lý xem qua. Đấy gọi là chọn hết chuyện con người trước đã. Nếu quanh năm nuôi nấng cung phụng gã thầy địa lý có mắt như mù, thì sẽ đều là hạng người cuồng vọng, chẳng tuân theo thiên lý, chẳng hiểu rõ địa lý. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 4. Hai mươi mốt, thư trả lời ông Lý Ân Tổ. Ngày hôm qua từ chỗ Hải Thí Đạo Nhân ở Gia Hưng chuyển thư các hạ tới, biết ngài dốc sức nơi đạo tu tiên đã lâu, có sợ đất sâu xa, nay lại muốn hỏi đến ngọn ngành pháp môn tịnh độ, thành thị thành chung trong Phật pháp. Có thể nói là đời trước từng gieo thiện căn sâu dày nơi Phật pháp, không chấp vào kiến giải hẹp hòi của hạ bá, muốn biết những điều trọng yếu nơi biện pháp vậy. Ngài đã biết Hải Thí Đạo Nhân, sao không hỏi ông ta, lại báo bậc cạo minh tìm người hèn tệ, đến nỗi phụ lòng mong mỏi. Ông Hải Thí thông suốt cả tông luận giáo, thiền tịnh song tu, quả thực là thuyền đại nguyện trong biển sanh tử. Nhưng do khiêm tốn quá mức nên lấy tên là Thi, tức xác chết. Nếu trong biển sanh tử gặp được cái xác ấy, bảo đảm mong lên được bờ kia, về nhà ngồi yên vậy. Còn Quang là một ổng tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, trong pháp môn chẳng biết được chuyện gì. Ngài đã lầm hỏi đến nên chẳng ngại vì ngài trừ bớt đôi chút nghĩ năng mà thôi. Trọng nghĩ cội nguồn thích đạo vốn không hay, nhưng nhánh nhóc chi phái quả thật khác xa một trời một vực.
Phật giáo dạy người trước hết phải tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều là huyễn vọng. Khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh thì diệu tánh chân như tự có thể hiển lộ. Đại giáo Nguyên Sơ chánh truyền cũng chẳng có trọng việc luyện đan vận khí, chỉ cầu trường sinh bất tử. Hậu thế hễ tu theo đạo giáo, không một ai chẳng có chuyện đó là chánh tông. Phật giáo không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Chẳng những phát huy trọn vẹn cái đạo thân tâm tánh mạng không còn sót, mà ngay cả những sự nhỏ nhặt thuộc thế đế như hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có những chuyện luyện đan vận khí vân vân là tuyệt đối không nhắc đến một chữ, lại còn ngăn cấm nghiêm ngặt. Bởi lẽ một đằng biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại khư khư thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó chính là cái tâm sanh diệt tùy duyên, không phải là chân tâm vốn có. Một pháp luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tột bậc là thành tiên sánh lên trời. Nếu bảo là liễu sanh thoát tử, khác gì lời nói trong mộng. Các hạ đã biết kiếp tiên có số, Phật thọ vô lượng, thì ngay trong lúc cao niên này đúng là lúc nên tu pháp môn niệm Phật, chuyên tinh dốc sức. Còn các pháp thiền giáo khác hãy nên giản lược, bởi lẽ các pháp ấy rộng lớn sâu xa, chẳng dễ nghiên cứu đến cùng tột. Dẫu cho đặt đến chỗ cùng cực, vẫn phải nên quy hướng đề cao pháp môn tịnh độ, mới hồng rút ráo thành tựu được. Phạm với kinh luận tịnh độ hãy nên gấp gáp nghiên cứu đến cùng, y giáo phụng hành. Chẳng nên vì mình không hiểu bèn xen chút niệm nghi tâm. Ngửa tin lời thành thật của Phật Tổ, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật, sẽ tự được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Hễ được vãng sanh sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hậu cận Di Đà dài lâu, theo gót hại chúng, rồi sẽ chứng ngộ triệt để vô sanh, mau đặt lên bộ xứ. Nhìn lại những chuyện thành tiên bị thiên đế cai quản, cách xa một trời một vực. Những lời các hạ dẫn từ Mộng Đốc Ngữ Lục và lời ông Bành Thiệu Thăng, tự hồ đều đã bị bọn luyện đan sao chép sửa đổi sang bày, không phải là những lời trích từ tác phẩm gốc. Bởi lẽ trong số những người luyện đan cũng có kẻ có tịnh tọa là tham thiền, nên nói niệm Phật và tham thiền giống nhau, hơi khác một chút với pháp đạo giáo. Câu hơi khác một chút với pháp đạo giáo là do bọn luyện đan thêm vào. Bỏ câu ấy ra, những đoạn văn trước và sau đó tuy ý nghĩa không sai lầm lớn, nhưng cũng lũng củng mập mờ. Mộng Đông Ngữ Lục chọn chẳng có đoạn văn ấy, bọn họ sau lục lấy ý nghĩa ấy, nhưng quả thật chẳng hiểu duyên do, nhưng vẫn cứ sao lục. Này tôi cũng không cần phải biện luận cặn kẽ, mong ngài hãy lắng lòng xem Mộng Đông Ngữ Lục, ắt sẽ tự biết.
còn như lời cư sĩ Bành Nhĩ Lâm đã được trích dẫn, cũng giống như trên, sai lạc quá mức. Như nói A Di Đà Phật bốn chữ dễ niệm, chỉ cần niệm niệm tiếp nối nhất tâm bất loạn thì nhất khí mới có thể tuần hoàn. Tình khí thần ngưng tụ một chỗ, lâu ngày sẽ thành sát lợi tử, lại lâu hơn nữa bèn kết thành Bồ Đề Châu, bèn thành Phật. Lời này biến pháp niệm Phật thành pháp luyện đan. Tuyệt đối Nhị Lâm chẳng nói như vậy. Chánh nhãn chưa mở, kéo chánh thành tà, chuyện như vậy nhiều lắm. Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông, những thứ như vậy càng tệ hơn nữa. Dẫn lời người nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, sư đổi, cắt xén sằng bậy để chứng minh pháp của mình. Cái tội miệt thị lý, vũ bắn người, dối đời làm người, chẳng thể dùng lời lẽ bút mực kể hết được. Tham cầu hư danh nhất thời, chẳng sợ họa thật sự bao kiếp dài lâu. Như Lai gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Còn cái pháp hồi quang phản chiếu, như ông nói đó, dẫu không gây trở ngại lớn, hai mắt nhìn vào đầu ngón tay chính là nhìn vào chóp mũi bị ngoa truyền. Có thể cách này do cư sĩ Nhị Lâm lập ra, tuy cũng có ích, nhưng chấp tay một lúc lâu thật rất tốn sức. Chẳng an lạc tự tại bằng nhìn xuống ánh sáng trắng nơi chóp mũi, thân lẫn tâm đều thảnh thơi. Do sơ tâm tập định, niệm khó thể quý nhất. Nếu có thể thường quán chóp mũi thì tâm sẽ chẳng phong động rong ruổi bên ngoài. Cách này thuộc về pháp quán thiện cận ban đầu. Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích lấy những câu nói chuyên dạy về tịnh độ từ Mộng Đông Di Tập đem lưu truyền ở phương Nam, để thoát lòng những ai mong đợi đã lâu nhưng không có duyên hội ngộ. Toàn tập ở Bắc Kinh thì có, nhưng phương Nam chỉ có lực bản của Tiền Y Am. Cuốn sách này từ ngữ nghĩa lý tinh diệu, là chức tác bậc nhất sau thời các vị Ngẫu Ích Tịnh Am. Nếu có thể thấu triệt cuốn sách này, tin tưởng chắc chắn không nghi quan giám bầu đảm búp sen của các hạ sẽ nở tươi trong áo báo, làm chung gửi thân nơi đó, làm khách quý nơi tịnh độ. Di Đà Yếu Giải là bạn chú giải mồ nhiệm từ khi có kinh này đến nay, quả thực là chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Cuốn này được chép làm quyển đầu trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là do đại sư trích lấy những chức thuộc tịnh độ khi lý khế cơ nhất. Học thành bộ này tổng cộng gồm 10 quyển nên gọi là thập yếu. Do yếu giải chú thích kinh nên được xếp đầu tiên để tỏ ý tôn trọng kinh. Như nói đến xá lời thì đó là tiếng Phạn, hán dịch là thân cốt, tức là xương nơi thân, hoặc linh cốt, tức là xương thiên, do giới định huệ của người tu đạt được, chứ không phải là do luyện tinh khí thần học thành. Đây chỉ là biểu thị tâm học với đạo, tâm học với Phật, chẳng phải riêng gì chích rồ đem theo. Thịt, xương, tóc trên thân biến thành xá lợi. Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được xá lợi. Lại còn Tuyết Nhâm Khâm Thiền Sư cạo đầu, tóc rớt xuống biến thành một chuỗi xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc bản Long Thư Tịnh Độ Văn,
từ trong vấn in hiện ra xá lời. Lại có người thiêu hình Phật, thiêu kinh, kim đâm xuống bèn được xá lời. Lại có người chết đem theo xá lời vô số, môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chứ về, lúc về cúng tế trước tượng, cảm khái đau buồn bèn được xá lời ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa Trường Khách Nhàn thiền sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, chỗ nào khói lan tới đều có xá lời, nhặt cơm lại được hơn 4 thạch. Nên biết xá lời do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đón bừa lại do tinh khí thần luyện thành. Vì những kẻ luyện đan thấy danh tướng trong nhà Phật, chẳng xét đến nguồn gốc, chỉ chấp vào hình tích. Vì thế đem những chuyện thuộc lãnh vực luyện đan của mình ghép bừa vào, đắc Bồ Đề đạo đã thành Phật. Chứ chưa hề nghe nói luyện tinh khí thần trước hết thành xá lợi tử, sau đó thành Bồ Đề Châu là thành Phật. Kẻ luyện đan khư khư gìn giữ sắc thân, cho là giữ đến mức cùng cực sẽ thành Phật, lấy đó làm chứng. Người mất sáng trông thấy, chẳng bỏ một chân cười. Nhà luyện đan nói đến tánh, nói đến mạng, đều là những điều biện luận dựa trên sắc thân. Lại nói ngược Phật Pháp chỉ biết tu tánh, không biết tu mạng, không biết những điều họ đang theo đuổi, đều là những điều bị Phật giáo phá trừ. Quán tứ niệm xứ sẽ tự biết rõ. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi thường tịch quang, lại thùy tích trong ba cõi thực báo, phương tiện, động cơ. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và thân trong sáu đường, trời, người, lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ có lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thì hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng. Dậu nước nhỏ như một chước một giọt, thấy đều hiện trong vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chú niệm Bồ Tát, thì Bồ Tát liền ngay trong lúc niệm ấy, bèn khiến cho được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩ này rất sâu, hãy xem trong Ấn Hoa Văn Sao bài tựa Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tánh nghe chứng được viên thông. Lúc đắc quả do quán sắc âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn.
Như trong đời có ngàn căn bệnh, nên thuốc có vạn phẩm. Chẳng chấp nhất định một phút nào. Tùy theo có người mê chỗ nào, và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì cũng đều là cửa để thoát sanh tử thành chánh giác, nên gọi là phổ môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là phổ vậy. Đối với sự lý chẳng thể nghĩ bằng của Phật Bồ Tát, các hạ đã chẳng dốc lòng suy xét. Vì thế, đối với những sự thiển cận này đều mê muội không rõ. Những điều vừa nói chính là vì các hạ hỏi nên mới bằng, chứ quả thật chưa phải là chuyện để các hạ rút ráo được lợi ích nơi pháp môn tịnh độ vậy. Nếu muốn trình bày cặn kẽ, quá tốn bút mực, xin hãy đọc Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục. Xem rồi sẽ tự biết phải tu như thế nào, chứng như thế nào. Phải nữa, cư sĩ Từ Uy Như gom góp những thứ tự trao đổi của Ấn Quang hai lần đem in ở Kinh Đô, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Hai bản đã gửi đi hết. Mùa xuân năm nay đã nhờ thương vụ Ấn Tư Quán tái bản và giữ lại bản lưu, nhưng nhà in nói chi nhánh các nơi của họ sẽ phân phối dùm. Đến nay còn chưa ra sách. Có lẽ vào cuối năm sang đầu xuân sẽ in xong. Mong hãy thính về đọc. Tuy không phát huy lớn lao, nhưng hơi có chút lợi ích nhỏ nhoi cho kẻ sơ cơ. Vì thế, Tùy Ý Như mới đem in nhiều lần, ngõ hầu được lưu truyền rộng rãi. Xem đến thì giới hạn giữa thiền và tịnh sẽ phân minh. Lợi ích lớn nhỏ giữa tự lực và Phật lực rõ ràng như xé ngọn lửa. Chẳng đến nỗi tự mình muốn liệu sinh tử nhưng không biết đường nẻo. Trong hết thầy pháp nào cũng viên diệu, nhưng chẳng đến nỗi theo đuổi pháp không thích hợp vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Chánh Biên Quyển 1. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7.